Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ có các điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển đại học năm 2021. Theo đó, một trong những thay đổi đáng chú ý là sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần thay vì chỉ một lần duy nhất như những năm trước. Điều này tạo thêm cơ hội cho thí sinh và các trường mong muốn. Nếu như dự thảo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thông qua, công tác tuyển sinh của các trường theo đó sẽ được linh động điều chỉnh. Một số trường dự kiến sẽ dự phòng tỷ lệ thí sinh ảo từ 20 đến 30%. Bên cạnh đó, khi các trường đại học được tự chủ trong việc tuyển sinh, các phương án tuyển sinh mới liên tục được áp dụng mỗi năm. Trung bình, mỗi trường đại học có từ 4 đến 5 phương án khác nhau, nên tỷ lệ xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông quốc gia dần giảm từ 80 đến 90% xuống còn khoảng 50 đến 60% đặc biệt là không ấn định số lần cụ thể trong việc thay đổi nguyện vọng mà lấy kết quả thay đổi nguyện vọng ở lần cuối cùng trong thời gian quy định là ý kiến của một số chuyên gia qua đó tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội cho các em vào trường mong muốn